Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc của Shop 24 giờ. Vâng với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nên Cora Shop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm bảo vệ sức khỏe của bạn cũng như chính người thân trong gia đình bạn. Và hôm nay thì Cora Shop 24 giờ hay chính là Ngọc Hoa đây sẽ giới thiệu cho các bạn tới một dòng sản phẩm rất nổi tiếng tại Hàn Quốc đó chính là Cao Linh Chi hộp gỗ trắng. Các bạn có thể nhìn thấy phía bên tay trái của Ngọc Hoa đây chính là sản phẩm Cao Linh Chi hộp gỗ trắng. Trong mỗi một hộp gỗ to như thế này thì gồm có 3 hộp nhỏ và trong mỗi một hộp nhỏ thì sẽ gồm có một lọ Cao Linh Chi như thế này nhé bạn nhé. Trọng lượng của mỗi một lọ Cao Linh Chi này sẽ là 120 g. Vâng đây chính là dòng sản phẩm của chúng ta vâng và theo như những thầy thuốc đông y ngày xưa uh, của hàn quốc thì biết tới được nấm linh chi là có tác dụng bổ can chi giải độc tiêu đờm và giúp an thần uh, với khoa học hiện đại ngày nay thì các nhà khoa học còn phát hiện ra nấm linh chi có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị ung thư một cách hiệu quả vâng Uh, như các bạn cũng thấy thì ngày nay uh, không chỉ ở trên thế giới mà ở việt nam chúng ta tỷ lệ những người bị mắc bệnh ung thư thì ngày càng cao lý do đơn giản chỉ bởi vì uh, không khí của chúng ta đang bị ô nhiễm quá nhiều này uh, nguồn thực phẩm bẩn thì tràn lan và không thể kiểm soát được đấy là những lý do mà dẫn đến chúng ta bị uh, mắc ung thư một cách bị động mà không hề biết tới vậy cao nấm linh chi núi đỏ hàn quốc sẽ là một giải pháp hữu hiệu dành cho chúng ta để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các căn bệnh đó bởi vì sao sau đây thì ngọc hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe công dụng của cao nấm linh chi cũng như là các thành phần bên trong cao nấm linh chi tại sao nó có thể giúp bạn điều trị những căn bệnh nào của cơ thể mình điều đầu tiên phải kể đến đấy là trong cao nấm linh chi có hợp chất adonisin nó giúp uh, hỗ trợ các bệnh về tim mạch điều hòa huyết áp giảm cholesterol trong máu là chống mỡ máu gan nhiễm mỡ và đó cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra sơ vữa động mạch vành hay là sơ gan theo đông y thì nấm linh chi có tính có vị đắng và tính hàn nên là nó có tác dụng giải độc và thanh nhiệt rất tốt trong nấm linh chi lại có hợp chất polysaccharide là một trong những hợp chất để tăng cường chức năng giải độc của gan và thận bởi hợp chất polysaccharide có tác dụng đấy là tăng cường giải độc ra khỏi cơ thể và khi người già các bác lớn tuổi sử dụng cao nấm linh chi hàn quốc sẽ hỗ trợ điều trị cho chúng ta chứng mất ngủ suy giảm trí nhớ và suy nhược thần kinh à, đối với à, những người đang bị bệnh tiểu đường khi sử dụng cao nấm linh chi thì hợp chất polysaccharide trong cao nấm linh chi sẽ kích thích tế bào tiểu đảo tuyến tụy hoạt động để điều tiết lượng insulin trong máu. Nên khi các bạn sử dụng cao nấm linh chi sẽ hỗ trợ điều trị cho các bạn tiểu đường cân bằng lượng đường huyết trong máu của chúng ta. Và đối với chị em phụ nữ, khi chúng ta mỗi ngày sử dụng một cốc nước cao nấm linh chi hàng ngày thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một làn da đẹp hơn bởi vì sao ạ? Bởi vì trong thành phần axit galloteric trong cao nấm linh chi này giúp cho chúng ta trị nám, trị tàn nhan và đây chính là một thành phần chống lão hóa tự nhiên một cách hiệu quả nhất mà chúng ta không phải tốn đồng chi phí nào cho việc phẫu thuật thẩm mỹ ạ. Vâng. Và ngoài ra thì nếu như chúng ta sử dụng cao nấm linh chi thường xuyên sẽ giúp cho chúng ta làm đen và mượt tóc hơn. Vâng và phải nói đến là đối với những người mà gầy sau khi ốm hay là những người vừa mới phẫu thuật xong thì khi các bạn sử dụng cao nấm linh chi sẽ giúp các bạn phục hồi cơ thể nhanh hơn bởi cao nấm linh chi sẽ giúp các bạn tăng cường hấp thu các dưỡng chất trong cơ thể cung cấp thêm các nhiều loại khoáng chất cho cơ thể để cơ thể phục hồi sau khi ốm dậy và phải nói đến là thành phần genotroma là một trong những thành phần giúp kích thích hệ thống miễn dịch hoạt động tốt hơn nên khi các bạn sử dụng cao nấm linh chi à, hàng ngày thì sẽ giúp cho chúng ta có một sức đề kháng tốt hơn, giúp cơ thể chống lại các À, mầm bệnh cũng như là các tác nhân độc hại từ môi trường bên ngoài Vâng, và đối với các bệnh nhân ung thư thì sao ạ? Khi các bệnh nhân ung thư sử dụng cao nấm linh chi hàng ngày thì như Ngọc Hoa lúc trước cũng vừa mới nói, các nhà khoa học đã tìm thấy là trong cao nấm linh chi có thành phần để giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị căn bệnh ung thư đó chính là thành phần germanium và triterpin nó giúp làm chậm đi quá trình phát triển của các tế bào ung thư di căn ra khỏi cơ thể hỗ trợ điều trị cho những người bệnh ung thư và nhờ cơ chế giải độc của nó nên là những ai mà đang xạ trị và hóa trị thì nó sẽ giải độc đi các hóa chất đang tồn dư trong cơ thể chúng ta, giúp nâng cao thể trạng của người bị ung thư và giảm đau đớn mệt mỏi cho những người bị bệnh ung thư ạ. Vâng thưa các bạn, đây chính là hộp cao linh chi núi đỏ Hàn Quốc hộp gỗ trắng của chúng ta. Như lúc đầu Ngọc Hoa cũng giới thiệu với các bạn là bên trong sẽ gồm có 3 lọ và mỗi lọ sẽ là 120g. Về hình thức bên ngoài thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trên hộp sẽ có biểu tượng của tập đoàn Samsung bảo trợ ở phần giữa thì sẽ có một lá quốc kỳ của hàn quốc kèm theo năm ngôi sao ở phía hai bên của lá quốc kỳ và tên hình nấm linh chi được in ở hai bên có màu đỏ và đây chính là logo cũng như biểu tượng của nhà sản xuất về mặt đằng sau của hộp cao nấm linh chi thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có chi tiết tất cả về thành phần công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng được in bằng tiếng Anh và tiếng Hàn. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là phần sugar tức là đường đang là 0 gram, 0 phần trăm tức là sản phẩm này không có đường các bạn nhé. Nên những ai bị tiểu đường không đáng lo ngại. À, tỷ lệ cholesterol cũng không có nên đây chính là sản phẩm dành cho những người bị mỡ nhiễm máu, gan nhiễm mỡ hay tiểu đường. các à, bạn sẽ nhìn thấy tem của nhà sản xuất này, à, mã QR và cũng như là mã vạch để bạn có thể check được à, về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. ở đây à, ở phía trên nó thì bạn sẽ nhìn thấy được hạn sử dụng. À, bạn sẽ đọc từ năm sau đến tháng, sau đến ngày, tức Hạn sử dụng ở đây là đến 25 tháng 6 năm 2022 các bạn nhé. Và nó sẽ có thành phần ở đây 90% là nấm linh chi và 10% là dextrin. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc hộp cao nấm linh chi này ra nhé Khi mà các bạn bóc ra các bạn sử dụng rồi thì các bạn nên để ở nơi khô ráo, uh, tránh ánh nắng mặt trời và nơi thoáng mát. Uh, sau khi mà chúng ta dùng xong thì chúng ta nên để vào trong tủ lạnh để bảo quản các bạn có thể nhìn thấy bên trong là gồm có 3 hộp nhỏ và nắp của mỗi hộp sẽ giống y như phía nắp đậy ở bên ngoài các bạn nhé phía mặt đằng sau cũng sẽ có các cái thông tin về sản phẩm cao nấm linh chi Hàn Quốc Đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây à, Trong mỗi một lọ thì sẽ có một cái thìa nhỏ như thế này Và đây chính là bên trong là lọ cao nấm linh chi của chúng ta Các bạn có thể nhìn thấy khối lượng của nó là 120 gram đây ạ Đây là quốc kỳ của Hàn Quốc này Biểu tượng của tập đoàn Samsung bảo trợ này Và chúng ta sẽ dùng như thế nào ạ? Vâng, đối với những ai mà chỉ uh, mong muốn uống để phòng bệnh Tức là tạ, À, cơ thể mình hoàn toàn bình thường nhưng mà mình muốn khỏe thêm thì các bạn sẽ dùng thìa này nhé các bạn nhé đây các bạn sẽ dùng chiếc thìa này à, bác, các bạn lấy một thìa cao nấm linh chi này pha cùng với nước ấm và ngày các bạn dùng hai lần còn đối với những ai mà đang bị bệnh tức là bị um, tiểu đường này mỡ máu này gan nhiễm mỡ này hay là bị căng thẳng thần kinh, bị mất ngủ hay là bị ung thư thì các bạn sẽ ngày uống 3 lần và mỗi lần các bạn sẽ pha hai thìa này uống trước khi ăn 15 phút các bạn nhé khi nấm linh chi các bạn uống trước khi ăn thì sẽ tốt hơn vì nó sẽ tăng uh, các cái tác dụng của nấm linh chi lên cao hơn là các bạn uống sau ăn nên là chúng ta nên nhớ là pha với nước ấm và uống trước khi ăn 15 phút sau đó thì mình nên ăn luôn một cái gì đó ăn nhẹ thôi cũng được và sản phẩm này không dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi nha các bạn nhé Nếu như mà các bạn không thể uống được đắng ấy thì các bạn có thể cho thêm một chút mật ong hoặc là uh, một chút đường vào để uống cho vị nó thơm ngon hơn, nhưng mà theo Ngọc Hoa khuyên thì các bạn nên uh, cho mật ong vào uống cùng với cả cao nấm linh chi. Vâng vậy là ngọc hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng của cao nấm linh chi hộp gỗ trắng với tiêu chí của chúng tôi chất lượng là uy tín nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất À, tại đất nước Hàn Quốc để đem tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm bảo vệ cũng như là cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân gia đình bạn. Đó là mục tiêu và cũng là nền tảng để tạo nên sự uy tín của Cora Shop 24 giờ trên thị trường Việt Nam suốt 8 năm nay. Vâng. À, với chính sách của Cora Shop 24 giờ à, bạn sẽ nhận được hàng một cách nhanh chóng nếu như bạn ở nội thành Hà Nội chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi bạn đặt hàng là bạn đã có thể nhận được hàng rồi. Và nếu như bạn ở ngoại thành Hà Nội thì bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày các bạn nhé. Và chúng tôi có một đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình à, có thể phục vụ tư vấn cho các bạn mọi vấn đề về sức khỏe cũng như về các sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ 24 trên 24. Ngoài ra với cam kết của chúng tôi là trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng, các bạn kể cả các bạn các bạn đã sử dụng rồi nhé, nếu như các bạn phát hiện hàng của chúng tôi không giống như những gì video mà các bạn đang được nghe Ngọc Hoa chia sẻ thì các bạn được cam kết bồi hoàn tiền ngay lập tức. À, và làm thế nào để các bạn có thể đặt hàng tại uh, siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ Và sau đây thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn ba bước rất là đơn giản. Thứ nhất, các bạn có thể gọi điện theo số hotline 0979 149256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn làm thế nào để sử dụng cao nấm linh chi một cách hiệu quả nhất và tư vấn cho các bạn về sức khỏe cũng như chế độ dinh dưỡng dành cho bản thân mình. Ngoài ra thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả phía dưới video, kích vào đường link bên trong các bạn sẽ truy cập được vào website coreashop 24 giờ com Ở đó các bạn có thể đặt mua hàng ngay tại trên website. Cách thứ ba đấy là các bạn hãy qua ngay siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt khi các bạn tới cửa hàng mua sản phẩm cao nấm linh chi núi đỏ Hàn Quốc hộp gỗ Hộ trắng. Và vâng, đặc biệt là trong ngày hôm nay, trong video này mà Ngọc Hoa đang giới thiệu với các bạn chỉ dành cho 30 vị khách đầu tiên khi các bạn Mua sản phẩm cao linh chi hộp gỗ trắng thì các bạn sẽ được tặng thêm một gói kẹo sâm 200g. Vâng, dành cho 30 vị khách đầu tiên tới siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ hoặc là các bạn gọi điện theo số hotline 0979149256 thì các bạn sẽ nhận được những ưu đãi trên. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin chúc bạn cùng với gia đình mình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống an yên. Các bạn hãy ấn vào danh sách phát phía bên phải của Ngọc Hoa để tìm hiểu thêm những thông tin về Cao Linh Chi, Núi Đỏ, Hộp Vỗ Trắng. Ngoài ra các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký phía bên dưới để cùng với quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo về video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Cô là Sốp 24 giờ.